Ok, hello, xin chào anh quay trở lại với channel của DuckTV Full Game. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em xây dựng một đội hình khá đặc biệt ở trong game này. Vì sao mình nói là đặc biệt? Bởi vì là đội hình này không phải là đội hình câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia, nhưng lại là một đội hình mà mình đánh giá là rất mạnh, bởi vì quy tụ rất nhiều cầu thủ vàng cũng như cầu thủ xanh. Thì hôm nay mình sẽ xây dựng luôn anh em nhé. Thì trước khi vào video, anh em hãy bấm like và đăng ký kênh cho mình nhé, để giúp cho mình đạt được 10.000 sub trong thời gian sớm nhất. Thì ok, hôm nay mình sẽ xây dựng đội hình top 30 quả bóng vàng của năm 2024 do tạp chí Frank Football bình chọn. Chủ nhân của quả bóng vàng năm nay sẽ được xác định vào ngày 28 tháng 10 năm 2024 sắp tới, tức là chỉ khoảng gần một tháng nữa thôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xây dựng đội hình này để điểm lại những cái tên nổi bật nhất trong năm vừa rồi, và để xem chúng ta sẽ xây dựng được một đội hình như thế nào. Thì ở đội hình hiện tại, mình đang có Kolo Muani là con hàng đầu tàu mình nhận từ ban đầu với chỉ số là 80. Cầu thủ này thì không xuất hiện ở top 30 quả bóng vàng năm nay, nhưng mà mình vẫn chọn để làm con hàng đầu tàu gánh hàng công. Chỉ số con hàng này thì cũng tương đối là ngon, tốc độ, tăng tốc, sút cũng ok, nhưng mà ngày hôm nay sẽ chỉ là nhân vật phụ mà thôi, còn các nhân vật chính sẽ là những cầu thủ mình sẽ mua. Thì bây giờ mình sẽ cùng anh em đi tìm những cái tên khác sẽ xuất hiện trong đội hình này nhé. Rồi, và đây chính là cầu thủ đầu tiên mình tìm ra được ở trong đội hình này, đó chính là Antonio Rudiger, chỉ số 83 của Real Madrid. Mùa giải vừa qua thì anh đã cùng Los Blancos vô địch La Liga, cũng như giúp cho cây cờ trắng lên ngôi lần thứ 15 ở Champions League. Và anh chính là đầu tàu ở tuyến phòng ngự của Real Madrid mùa giải vừa qua, khi mà Militao hay là Alaba đều chấn thương. Và đó chính là những lý do giúp cho Antonio Rudiger xuất hiện ở trong top 30 quả bóng vàng năm nay. Và Rudiger giúp mình nâng team rating lên là 61,7. Team rating này thì có thể tìm ra được những cầu thủ xanh, chỉ số từ 70 đến 72. Và bây giờ thì mình sẽ xếp Rudiger vào đội hình. Đó, xếp vào đây. Và mình sẽ cho anh em xem chỉ số của Rudiger, có sở chờ 92 và tắc là 90. Và bây giờ thì mình tìm ra được một tiền đạo thẻ xanh anh em ạ. Đó chính là tân binh của AS Roma, Artem Dobik. Cầu thủ mùa trước có phong độ cực cháy khi là cầu thủ đầu tàu của Girona. Anh có 24 bàn thắng cùng với 8 kiến tạo sau 36 trận ra sân ở La Liga mùa trước, giúp cho Girona cán đích ở vị trí thứ 3 và có vé dự Champions League mùa giải năm nay. Mùa phá lưới La Liga mùa trước hiện tại đang có chỉ số là 78 và rất có thể sẽ là hàng mới được tăng chỉ số ở bản 25. Và bây giờ thì mình đang có một cái thẻ agent màu vàng, thì mình sẽ mở luôn để xem là có ra được cầu thủ nào nằm trong top 30 quả vàng không anh em nhé. Và hy vọng là ra để mình đỡ phải tìm anh em ạ. Rồi, cầu thủ nào đây? Đó, một cầu thủ đang bước ra từ đường hầm. Vâng, và như vậy là ra Harry Kane anh em ạ. Quá ngon luôn. Chỉ số 86, một trong những cầu thủ có chỉ số ngon nhất game. Và như vậy là mình đã không cần phải mua Harry Kane nữa anh em nhé. Đó, một khi mà mở thẻ vàng như thế này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí mua cầu thủ, và cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian cày vàng anh em ạ. Còn với Harry Kane thì mặc dù anh không giành được danh hiệu nào cùng với Bayern Munich, nhưng anh là vua phá lưới của Bundesliga mùa trước với 36 bàn thắng cùng với 8 đường kiến tạo sau 32 trận ra sân. Và việc Harry Kane được tăng chỉ số lên thành 86 là rất xứng đáng. Và mình sẽ cho anh em xem chỉ số thành phần của Harry Kane. Chỉ số sút lên tới 95 và sở chờ là 91. Để hôm nào mình sẽ đập Harry Kane cho anh em xem nhé. Và đây là con hàng tiền vệ đầu tiên mình tìm được ở đội hình này, đó chính là Vitinha. Cầu thủ mới được tăng chỉ số lên 79, vẫn là trụ cột quan trọng cho đội hình của Paris Saint-Germain cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha, với số lần thu hồi bóng mùa trước ngang ngửa so với các hậu vệ, đó là 61 lần. Ngoài ra anh còn góp dấu giày vào 11 bàn thắng ở Ligue 1 cho gã nhà giàu nước Pháp ở mùa trước. Và đó chính là lý do mà Vitinha xuất hiện ở trong top 30 quả bóng vàng, và cùng với đó anh được tăng chỉ số lên thành 79. Và cầu thủ thứ 5 xuất hiện ở trong đội hình này, đó chính là cầu thủ của Real Madrid, Dani Carvajal. Có lẽ sẽ không phải nói nhiều về những đóng góp của Dani Carvajal cho đội tuyển Tây Ban Nha hay là Real Madrid nữa, bởi vì chỉ cần nhắc cái tên thôi thì người ta đã muốn đề cử Dani Carvajal vào top 30 quả bóng vàng rồi. Anh từng một thời là con ghẻ của nhà phát hành, khi mãi vẫn không được tăng lên vàng, chỉ số vẫn chỉ ở mức 79 hoặc 78 thôi. Nhưng bây giờ thì anh em có thể trải nghiệm Dani Carvajal với phiên bản thẻ vàng chỉ số 80, và Carvajal sẽ là con hàng RB duy nhất xuất hiện ở trong đội hình top 30 quả bóng vàng. Bây giờ thì mình sẽ xếp cầu thủ này vào đội hình. Đó, Carvajal sẽ thay thế cho Oyono. Và đây là chỉ số của Carvajal. Và bây giờ thì mình tìm ra được ngôi sao sáng giá của Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha, đó chính là Lamine Yamal. Mới chỉ bước sang tuổi 17 thôi, nhưng chúng ta đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn của Yamal. Anh lập vô số kỷ lục ở Euro 2024, những đường truyền cũng như là những cú sút khiến cho người mộ cảm thấy như thể họ đang xem một siêu sao chơi bóng. Và chẳng cần đề cử cho Coppa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, mà anh đã được điền tên luôn vào top 30 quả vàng. Thực sự là một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp của Lamine Yamal. Và tiền đạo người Argentina Lautaro Martinez là con hàng tiếp theo mình tìm được ở trong đội hình này. Anh chính là vua phá lưới của Serie A mùa trước với 24 bàn thắng sau 33 trận đấu, là đầu tàu giúp cho Inter Milan vô địch Scudetto, và anh cũng giúp cho Argentina vô địch Copa America với bàn thắng duy nhất ở phút thứ 112 trước Colombia. Và chứng đấy lý do cũng đã đủ thuyết phục để anh được điền tên vào top 30 bóng vàng năm nay. Chỉ số hiện tại của Lautaro Martinez là 84 và giúp cho mình nâng team rating lên là 74,8. Team rating này thì có thể tìm ra được các cầu thủ vàng rồi. Đó, Lautaro Martinez thì mình sẽ xếp vào đội hình. Chỉ số là 84 và rất có thể là sắp tới sẽ tăng anh em nhé. Và Çalhanoğlu sẽ là cái tên tiếp theo xuất hiện trong đội hình này. Cùng với Lautaro Martinez, anh trở thành cái tên thứ hai của Inter Milan xuất hiện ở trong top 30 quả vàng. Con hàng tiền vệ chủ chốt của Inter Milan và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, và có thể được coi là chân sút phạt hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Linh hồn trong lối chơi giúp cho Inter Milan vô địch Serie A mùa trước. Và việc anh được xếp vào top 30 quả vàng là một điều rất xứng đáng. Bây giờ thì mình sẽ xếp Hakan Çalhanoğlu vào đội hình. Đó, mình sẽ sắp xếp lại để cho Çalhanoğlu vào đội hình. Mình sẽ sắp xếp lại đội hình một chút.
nó cho lên Armour và đây là chỉ số của Chanoglu, tương đối ngon, toàn đầu 7 với đầu 8. Và bây giờ thì mình tìm ra được một con DM chỉ số cao nhất game anh em ạ. Và cái tên đó không ai khác, đó chính là Rodri, chỉ số 86 và là con DM có chỉ số cao nhất game. Anh được coi là cầu thủ giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình. Và thực tế đã chỉ ra trong 174 trận đấu có sự góp mặt của Rodri thì The Citizen chỉ thua có 19 trận, tương đương tỷ lệ thua là 11%. Chứng tỏ Rodri là linh hồn trong lối chơi của Manchester City, từ khả năng thu hồi bóng đến những đường truyền rồi đến những pha dứt điểm bằng cả hai chân chứ không riêng gì chân phải. Và Rodri sẽ là con hàng trụ cột trong đội hình chính của mình khi anh sẽ quán xuyến vị trí tiền vệ lùi trong sơ đồ 4-1-3-2 mà mình đang sử dụng. Và Martin Odegaard, đội trưởng của Arsenal và là đội trưởng của đội tuyển Na Uy, sẽ là cầu thủ tiếp theo mình tìm được ở trong đội hình này. Tiền vệ người Na Uy vẫn đang là linh hồn trong lối chơi của Arsenal, giúp cho pháo thủ xếp thứ hai ở Premier League mùa giải vừa rồi. Và đó cũng là lý do giúp cho anh được tăng chỉ số lên 84 và góp mặt trong top 30 của bóng vàng. Ở vị trí AM thì Martin Odegaard xếp thứ hai sau Jude Bellingham về mặt chỉ số, khi mà Jude Bellingham có chỉ số là 85. Ở đây còn Rafael Leao thì mình sẽ bỏ qua anh em nhé. Đó, Martin Odegaard thì mình sẽ xếp thay cho Lamine Yamal. Và đây là chỉ số của Odegaard. Và cái tên tiếp theo nằm trong top 30 đó chính là Vinicius Junior anh em nhé. Nếu năm nay đề cử của bóng vàng mà không có cái tên Vinicius thì quả là một thiếu sót rất lớn anh em ạ. Đẳng cấp của Vinicius là không thể bàn cãi. Tốc độ, can lướt, chuyền dứt điểm quá đẳng cấp, và việc anh được định giá lên tới 180 triệu euro, giá trị đắt nhất của một cầu thủ ở Transfermarkt, thì quả là một điều hiển nhiên. Vinicius có chỉ số là 85 và tốc độ chạy và tăng tốc là 92, kiểm soát bóng cũng 9 đích luôn. Hôm nào thì mình sẽ đập thử Vinicius cho anh em xem nhá, để xem là có được 6 dòng 100 không. Và mình sẽ xếp Vinicius vào đây. Và đây là chỉ số của Vinicius Junior. Và tiếp tục với một cầu thủ xanh, đó chính là Cole Palmer anh em nhé. Anh có lẽ là cái tên duy nhất ở Ngoại hạng Anh lúc này có thể thách thức được Erling Haaland cho danh hiệu chiếc giày vàng, khi ở mùa giải trước anh có 22 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh và chỉ kém Erling Haaland có 5 bàn. Và ở thời điểm hiện tại anh đang có 6 bàn thắng sau 6 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, chỉ kém Erling Haaland có 4 bàn. Cạnh tranh song phẳng với Haaland luôn anh em ạ. Và dự sẽ là con hàng thẻ vàng mới trong tương lai. Hiện tại Cole Palmer đang có chỉ số là 79 và khả năng rất cao là bản sau anh sẽ lên vàng. Và ngoài ra mình còn một thẻ agent màu vàng nữa anh em ạ, vừa nhận được sau khi hoàn thành event chọn đội. Và bây giờ mình sẽ mở để xem là có ra được cầu thủ nào nằm trong top 30 hay không nhé. Và số 8 anh em ạ. Số 8 thì hy vọng là Toni Kroos anh em nhé. Và chính xác là Toni Kroos anh em ạ. Quá ngon luôn. Hai pha mở thẻ thì ra hai con hàng mà mình đang cần. Harry Kane còn bây giờ là Toni Kroos. Đỏ thực sự anh em ạ. Với Toni Kroos thì anh đã giải nghệ sau khi Euro khép lại, nhưng anh vẫn có tên trong danh sách top 30 của bóng vàng với những đóng góp lớn cho Real ở mùa giải trước. Linh hồn trong lối chơi của Los Blancos. Và thì hiện tại khi mà Toni Kroos không còn gắn bó với Real nữa thì Real đang có một khởi đầu tương đối chậm chạp ở mùa giải năm nay. Rồi, và đây chính là hai cầu thủ mình mở được, đó chính là Cole Palmer cùng với đó là Toni Kroos. Và bây giờ mình lại tìm thêm được một cầu thủ xanh nữa anh em ạ, đó chính là Nico Williams. Đẳng cấp của cầu thủ sinh năm 2002 đã được thể hiện ở Euro 2024, thi đấu nổi bật ở cả hai vị trí cánh trái và cánh phải. Và anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Euro 2024 gặp đội tuyển Anh, với bàn thắng mở tỷ số và pha kiến tạo cho Mikel Oyarzabal kết liễu trận đấu, giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro một cách rất xứng đáng trên đất Đức. Và đó chính là lý do vì sao Nico Williams xuất hiện ở trong top 30 của vàng năm nay. Và bây giờ mình tìm ra được một thủ môn anh em ạ. Và đây sẽ là thủ môn duy nhất xuất hiện ở trong top 30 của vàng, đó chính là Emiliano Martinez. Thủ môn đã xuất sắc giúp cho Aston Villa cán đích ở vị trí thứ tư của Premier League mùa giải trước, và đồng thời là vào đến bán kết của UEFA Europa Conference League. Còn ở đội tuyển Argentina thì anh là chốt chặn vững chắc trong khung thành, góp phần giúp cho La Biceleste vô địch. Năm ngoái thì anh cũng xuất hiện trong top 30 khi giúp cho đội tuyển Argentina vô địch World Cup. Và năm nay thì anh cũng giúp cho Argentina có được danh hiệu, và vì thế anh cũng xuất hiện trong top 30. Rồi, và đây là chỉ số của Emiliano Martinez, chỉ số là 82. Rồi, và bây giờ thì mình tìm ra được một con trung vệ thuộc hàng top đầu của DL24, đó chính là Ruben Dias. Con trung vệ chỉ số 84 là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng hậu vệ, giúp cho Man City có lần thứ tư liên tiếp vô địch Premier League. Ruben Dias cùng với Virgil van Dijk chính là hai con trung vệ có chỉ số cao nhất game, đó là chỉ số 84. Nhưng năm nay thì van Dijk không xuất hiện trong top 30. Và với Ruben Dias thì team rating của mình được nâng lên là 82,3. Team rating vào lúc này đã tương đối là cao rồi. Bây giờ thì mình sẽ xếp Ruben Dias vào đội hình. Đó, đây là đội hình của chúng ta, và Ruben Dias sẽ xếp vào đây. Đó, và đây là chỉ số của Ruben Dias. Rồi, và ở vị trí hậu vệ cánh trái, chúng ta có Alex Grimaldo. Và đây sẽ là con hàng hậu vệ cánh trái duy nhất xuất hiện ở trong đội hình này. Grimaldo đã giúp cho Bayer Leverkusen hoàn tất một mùa bóng bất bại độc nhất vô nhị trong lịch sử của họ, cũng như là trong lịch sử của Bundesliga. Và anh chính là chân truyền lợi hại nhất Bundesliga mùa giải trước, với tổng cộng là 13 kiến tạo sau 33 trận đấu. Và cùng với đó anh cũng giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro, và anh đã xuất hiện ở trong top 30 của vàng năm 2024. Anh chính là con LB duy nhất ở trong đội hình này, và đây chính là chỉ số của Grimaldo, chỉ số 83, và chỉ số phụ toàn là đầu 7 với đầu 8. Rồi, và hiện tại thì mình đã tìm ra được một lúc 4 cầu thủ anh em nhé. 3 cầu thủ vàng và 1 cầu thủ xanh.
Nhưng chúng ta sẽ không thể mua được một lúc 4 cầu thủ anh em nhé. Bởi vì mình đang chỉ có 1.956 vàng thôi. Dĩ nhiên là không đủ để mua cả 4 con. Nên là chúng ta sẽ chỉ mua một cầu thủ thôi anh em nhé. Và hiện tại thì mình đang có Ademola Lookman là hết thời gian khóa rồi. Nên là mình sẽ mua luôn anh em nhé. Ademola Lookman chính là cầu thủ châu Phi duy nhất xuất hiện trong top 30 bóng vàng. Và anh chính là chủ nhân của cú hat-trick giúp cho Atalanta đánh bại Bayer Leverkusen ở chung kết Europa League mùa trước. Trận thua duy nhất của Bayer Leverkusen mùa trước, nhưng đó cũng là trận thua đã khiến họ mất đi một danh hiệu anh em ạ. Và người hùng ngày hôm đó của Atalanta chính là Ademola Lookman. Rồi bây giờ thì mình tìm ra được một con AM anh em ạ, đó chính là Jude Bellingham. Mặc dù chỉ là một tiền vệ, nhưng anh mới chính là vua phá lưới của Real Madrid ở La Liga mùa trước với 19 bàn thắng sau 28 trận đấu. Mặc dù năm nay mới 21 tuổi, nhưng anh đang vươn tầm trở thành một siêu sao. Mới thi đấu được một mùa thôi, nhưng anh đã giúp cho Real vô địch Champions League và La Liga, và vừa rồi là UEFA Super Cup sau khi đánh bại được Atalanta. Hiện tại thì anh đang là top 5 ứng cử viên cao nhất cho danh hiệu quả bóng vàng. Và liệu năm nay quả bóng vàng có đến tay của Bellingham hay không thì chúng ta sẽ chờ đợi vào ngày 28 tháng 10 sắp tới anh em nhé. Rồi còn đây chính là chỉ số của Bellingham. Rồi và con hàng tiếp theo mình mua đó chính là Erling Haaland anh em nhé. Một cầu thủ có thể được ví như một quái vật với hiệu suất ghi bàn quá khủng khiếp. 36 bàn thắng sau 35 trận đấu ở mùa giải đầu tiên cho Manchester City ở Premier League, giúp cho The Citizen vô địch Champions League ở ngay mùa giải đầu tiên anh khoác áo. Còn ở mùa giải trước thì anh cũng bỏ túi 27 bàn thắng sau 31 trận ra sân ở Premier League. Và mùa giải này thì anh đang có 11 bàn thắng sau 9 trận ra sân ở trên mọi đấu trường. Và rõ ràng là mua con hàng này về nhưng mà không sử dụng thì quá là lãng phí anh em ạ. Thế nên là mình sẽ xếp luôn Erling Haaland vào đội hình nhá. Nó thay thế cho Lautaro Martinez và mình sẽ cho đá cặp với Harry Kane. Và anh em nhìn chỉ số hiện tại của Haaland này, tốc độ, thể hình, dứt điểm, toàn đầu chín anh em ạ, quá khủng khiếp luôn. Và đây chính là đối tác ăn ý của Erling Haaland trên hàng công, chính là Phil Foden anh em ạ. Một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới theo Transfermarkt, khi anh được định giá vào khoảng 150 triệu euro, xếp thứ 5 trong danh sách top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới theo trang web này định giá. Và với Phil Foden thì chắc chắn là mình sẽ xếp anh vào trong đội hình của mình rồi. Con hàng sẽ làm tăng giá trị đội hình của chúng ta hơn. Đó, đây là Phil Foden, thêm một cầu thủ nữa về với đội. Và Declan Rice sẽ là con hàng DM tiếp theo mà mình tìm được ở đội hình này. Chốt chặn vẫn rất đáng tin cậy trong vị trí tiền vệ phòng ngự của Arsenal và đội tuyển Anh. Con hàng được Arsenal mua về năm ngoái với mức giá 105 triệu bảng. Và có thể nói thương vụ này của pháo thủ đúng là đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ. Năm ngoái thì anh gạo ra sân ở tất cả các trận đấu của Premier League cho Arsenal. Và anh có 15 lần in dấu giày vào những bàn thắng của pháo thủ mùa trước. Một cầu thủ quá quan trọng đối với Arsenal hiện tại. Và đây là chỉ số của Declan Rice, chỉ số 83. Và thêm một con DM nữa anh em ạ. Nhưng lần này là cựu cầu thủ của Arsenal, Granit Xhaka. Cùng với Grimaldo thì anh là cầu thủ thứ hai của Bayer Leverkusen xuất hiện ở trong top 30 của bóng vàng. Là nòng cốt giúp đội chủ sân Bay Arena bay cao ở mùa giải trước. Còn ở Euro thì anh là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội tuyển Thụy Sĩ với hai lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chỉ tiếc là đội tuyển của anh không thể vượt qua được Tam Sư khi họ đã không may mắn và phải chấp nhận thất bại ở trên sân luân lưu. Ở bản cập nhật mới này thì Granit Xhaka đã được tăng chỉ số lên vàng khi bay cao cùng Leverkusen và đội tuyển Thụy Sĩ. Và con CM Federico Valverde chính là con hàng tiếp theo mình tìm được ở đội hình này. Một nguồn năng lượng vô tận trong tuyến giữa của Real Madrid. Một cầu thủ toàn diện, có thể chơi bóng theo nhiều cách khác nhau. Đúng như lời của Carlo Ancelotti, vừa là một tiền vệ trụ, vừa là một tiền vệ cánh. Và sự can quét của anh có thể nói là một trong những điểm lợi hại nhất của Real Madrid. Nơi tuyến tiền vệ vốn chật kín, anh em có thể thấy chỉ số của Valverde là rất đều. Đầu 7 cũng có, đầu 8 cũng có và đầu 9 cũng có anh em ạ. Rất toàn diện. Và đây rồi, siêu sao chúng ta cần tìm cuối cùng cũng đã xuất hiện anh em ạ. Không ai khác ngoài Kylian Mbappe. Kylian Mbappe vẫn là điểm sáng duy nhất trong mùa giải tương đối nhạt nhòa của Paris Saint-Germain với 27 bàn thắng sau 29 trận ra sân ở Ligue 1. Và vừa rồi thì Real cũng đã chào đón Mbappe và biến Los Blancos trở thành đội bóng có hàng công khủng nhất hiện tại, được ví như thế hệ Galacticos tiếp theo khi sở hữu Vinicius, Rodrigo, còn bây giờ là Mbappe. Và đội hình này thì Mbappe sẽ sát cánh với Erling Haaland, trở thành một bộ đôi hủy diệt. Đó, một bộ đôi rất hot. Và mình tìm thêm được một con R-Dub nữa anh em ạ, đó chính là Bukayo Saka. Thêm một cầu thủ nữa của Arsenal xuất hiện ở trong đội hình này. Một mẫu cầu thủ kiến tạo hay, ghi bàn giỏi và đặc biệt là chạy chỗ rất thông minh. Một con hàng rất xứng đáng để anh em sưu tầm ở trong DLS 24. Ở bàn này thì Saka có chỉ số là 84 và chỉ số phụ cũng tương đối đồng đều, toàn đầu 8 anh em ạ. Nếu như đập khéo thì Saka hoàn toàn có thể trở thành siêu phẩm với 5 dòng 100. Đó có đây là chỉ số của Bukayo Saka. Và bây giờ sẽ là cầu thủ thẻ vàng cuối cùng mình tìm được ở đội hình này, đó chính là William Saliba. Một con CB hiếm hoi xuất hiện ở trong đội hình này. Ở đội hình top 30 của vàng năm nay thì mình thấy có tương đối ít sự lựa chọn cho vị trí hậu vệ anh em ạ. Chúng ta mới chỉ tìm được có 5 hậu vệ thôi, 2 hậu vệ cánh và 3 trung vệ. Đúng là tương đối ít anh em ạ. Ở đội hình này thì tiền vệ với tiền đạo chiếm đa số bởi vì họ có nhiều điểm nhấn hơn so với các cầu thủ ở vị trí phòng ngự anh em ạ. Hiện tại ở bản này thì Saliba có chỉ số là 83 và hiện tại đang là một trong những con trung vệ ngon nhất game ở thời điểm hiện tại. Và anh em có thể thấy chỉ số của anh toàn là đầu 7 với đầu 8. Và cuối cùng thì mình tìm được một con hàng RM anh em ạ, đó chính là Dani Olmo. Anh chính là bước ngoặt của đội tuyển Tây Ban Nha ở Euro 2024 khi anh vào sân thay cho Pedri bị chấn thương trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức ở tứ kết Euro. Và sau đó là màn tỏa sáng ở 3 trận đấu cuối cùng, cũng là 3 trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển Tây Ban Nha. Và công sức của anh được đền đáp khi đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro. Còn anh thì xuất hiện ở trong top 30 của vàng. Và với Dani Olmo thì đội hình của chúng ta cũng đã hoàn thiện anh em ạ. Tổng cộng mình đang có 28 cầu thủ ở đây, bao gồm 21 cầu thủ vàng và 7 cầu thủ xanh.
Đó, anh em có thể xem. Hiện tại ở đội hình này thì mình chỉ mua được 28 con hàng thôi anh em nhé. Hai con hàng còn lại là Massimo cùng với Florian Wirtz thì mình không thể mua được, bởi vì nhà phát hành không có bán anh em ạ. Nhà phát hành vẫn chưa thể mua được bản quyền của Bundesliga nên là không có bán Florian Wirtz cùng với Mats Hummels anh em nhé. Đó, còn đây chính là danh sách 30 ứng cử viên, 30 cái tên xuất hiện ở trong top 30 của bóng vàng năm 2024. Anh em có thể xem ở đây hoặc là có thể search Google nhé. Đó, hiện tại thì ở đội hình này thì mình đang sử dụng sơ đồ 4-1-3-2 anh em ạ, để có thể sắp xếp những con hàng mạnh nhất vào đây. Đó, ở đội hình này thì chúng ta sẽ có những ai? Chúng ta sẽ có đầu tiên ở vị trí tiền đạo cắm, đó chính là Kylian Mbappe cùng với Erling Haaland, một bộ đôi rất hot ở trong game này. Hai bên cạnh chúng ta có Vinicius Junior cùng với Phil Foden, hai cánh cực kỳ chất lượng cùng với một con AM, đó chính là Jude Bellingham. Còn ở vị trí tiền vệ trụ thì mình để Rodri, còn hàng DM chỉ số cao nhất game. Ở hàng thủ chúng ta sẽ có hai cánh bao gồm Grimaldo cùng với Cavahan, đôi cánh chất lượng của Tây Ban Nha. Và cặp trung vệ của chúng ta đó chính là Ruben Dias cùng với Antonio Rudiger, và thủ môn chính là Emiliano Martinez, vẫn là chốt chặn được rất nhiều anh em sử dụng. Và ngoài ra mình còn 17 cầu thủ nữa hàng dự bị anh em ạ, và mình sẽ điểm qua nhanh cho anh em xem nhé. Rồi, thì clip của mình sẽ xin dừng lại tại đây. Nhưng trước khi kết thúc video thì anh em nào muốn hỏi mua acc này của mình thì hãy liên hệ mình qua Facebook cũng như là số Zalo của mình nhé. Link Facebook cũng như là số Zalo mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này. Thì nếu anh em thích video, anh em hãy bấm like và đăng ký kênh cho mình nhé, để giúp mình đạt được 10.000 sub trong thời gian sớm nhất. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo cũng trên kênh Duck TV Full On Game.